Không biết cả nhà mình có biết món này không, chứ mỗi lần tôi nấu món này là hết cái nồi cơm. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho cả nhà cách mà tôi nấu món cá chốt kho ngon bất bại này. Cả nhà theo dõi thấy hay cho tôi xin một like và đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Đầu tiên bắt cái chảo lên bếp, cho vào một ít dầu ăn, ít đường để lửa nhỏ cho đường tan ra. Làm như này ở chùa tôi hay gọi là thắng màu. Đường tan hết và có màu cánh gián như này là được. Hôm nay tôi dùng hành lá cắt nhỏ thay cho tỏi hay hành củ băm. Để lửa nhỏ, dùng đũa đảo hành. Cho đến khi hành có mùi thơm thì cho cá vào. Sau khi cho cá vào thì cho gia vị vào. Các loại gia vị tôi hay dùng, nước mắm, đường. Muối, nước lọc, tiêu xay, ớt nguyên trái. Cho gia vị xong đậy nắp lại, để lửa nhỏ. Lúc này tôi mở cái tủ ra thì còn thấy ít nấm rơm, vậy là lấy cho vô nồi luôn. Tiếp tục để lửa nhỏ cho đến khi nước sệt lại. Thêm vào vài cọng hành lá cắt, khúc khoảng 3 đến 5 cm. Lúc này nước đã sệt lại, cá đã chín. Cho ra dĩa và dùng thôi nào. Luộc thêm ít rau, lấy nguyên cái nồi cơm ra là tới công chuyện. Cảm ơn cả nhà đã xem đến hết video. Đừng quên giúp mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.